Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Góc nhìn khán giả của kênh VTC14 ngày hôm nay xin được bắt đầu với phần điểm những nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thị trường bánh trung thu ế ẩm dù đang trong đợt cao điểm. Phản ánh của khán giả Lê Kế Vương từ số điện thoại 0979 3 số cuối 907. Thị trường đồ chơi trung thu, Hà Nội lên ngôi, phản ánh của khán giả Lê Minh Ngọc từ số điện thoại 0984 3 số cuối 450. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lộn xộn trên phố lồng đèn Lương Nhữ Học, phản ánh của khán giả Lê Văn Phong từ số điện thoại 0169 3 số cuối 204. Tại Bình Dương, người dân bất an khi sống chung cùng mạng nghiện dây điện, phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Toàn từ số điện thoại 0188 3 số cuối 310. Lục bình phủ kín các dòng sông tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, phản ánh của khán giả Lê Công Cường từ số điện thoại 0123 3 số cuối 784. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thị trường bánh trung thu hiện đang trong mùa cao điểm, nhưng trên thực tế, sức tiêu thụ khá chậm, số lượng người đến xem hỏi giá nhiều hơn người mua, nhiều người chọn mua lẻ từng bánh thay vì mua cả hộp. Trước tình trạng đó, nhiều doanh nghiệp thực hiện hàng loạt các hình thức khuyến mãi, giảm giá tại nhiều điểm bán. Các hình thức khuyến mãi mua 1 tặng 3 đã trải dài khắp các đường phố, thậm chí là tặng kèm sản phẩm khác. Đây là thực trạng đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh ghi lại thực trạng này do khán giả Lê Kế Vương từ số điện thoại 0979 3 số cuối 907 đã gửi về cung cấp cho chương trình. Trên nhiều tuyến đường khu vực vùng ven của thành phố Hồ Chí Minh, nhiều quầy hàng đang đua nhau thực hiện khuyến mãi nhằm lôi kéo người tiêu dùng. Hầu hết các quầy hàng này đều treo băng rôn quảng cáo mua 1 tặng 3 hoặc mua 1 thành 4. Tuy các chương trình khuyến mãi được quảng cáo rầm rộ nhưng người tiêu dùng khá thờ ơ. Phần lớn chỉ tò mò vào xem, hỏi thăm hình thức khuyến mãi chứ không có mấy người mua. Trong khi đó, sức mua bánh trung thu của các nhãn hiệu lớn có sự phân hóa khá rõ rệt. Tại khu vực ngoại thành, người tiêu dùng còn khá dè dặt trong việc chi tiêu, sức tiêu thụ thấp. Tại nội thành, mặc dù sức mua đã tăng so với 2 tuần trước nhưng còn khá ẻo uột, thấp hơn nhiều so với mọi năm. Trên nhiều tuyến đường, mặc dù đã sát đến ngày rằm tháng 8 âm lịch nhưng cảnh tượng người bán ở các quầy sạp ngồi chơi, nói chuyện, đọc báo lại diễn ra khá phổ biến. Theo phản ánh của khán giả Lê Kế Vương thì từ cách đây 2 tháng, trên các tuyến phố lớn, lấn lướt tất cả là sắc đỏ và vàng của các cửa hàng kinh doanh bán lẻ bánh trung thu. Mặc dù đã vào chính vụ, nhu cầu mua bánh trung thu về thờ cúng làm quà là khá lớn. Nhưng trên thực tế, đa phần các quầy hàng bán bánh lại rơi vào tình cảnh ế ẩm. Nhiều cửa hàng khuyến mãi rất đậm như là mua 1 tặng 1, thậm chí là mua 1 tặng 3, mua bánh tặng lồng đèn bánh bía để mong bán hết bánh thu hồi vốn. Như theo quan sát của khán giả Lê Kế Vương, các chiêu khuyến mãi này vẫn không mấy thu hút được người tiêu dùng. Khán giả Lê Kế Vương cũng cho biết thêm, không rõ lý do gì năm nay những loại bánh trung thu được sản xuất công nghiệp không được nhiều người dân đón nhận. Cũng có thể là vì kinh tế khó khăn, người dân lo ngại về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nên có xu hướng tự tay làm bánh hoặc nhiều người chọn các sản phẩm bánh truyền thống. Trước thực trạng trên, nhiều cửa hàng, doanh nghiệp đang rơi vào tình trạng khó khăn, điều đứng vì bánh ế ẩm, bởi chỉ còn 2 ngày nữa là đến rằm tháng 8 âm lịch. Đối lập với thực trạng trên, thị trường đồ chơi trung thu lại đang vô cùng nhộn nhịp. Cứ đến sát dịp Tết Trung Thu, những con phố chuyên bán đồ chơi tại thị trường Hà Nội như là phố Hàng Mã, phố Lương Văn Can, phố Hàng Lược lại sáng rực đèn. Các sạp hàng bày bán la liệt những mẫu mã đồ chơi phong phú và đa dạng, nhiều màu sắc. Nếu như những năm trước đồ chơi trung thu được nhập chủ yếu từ Trung Quốc, thì năm nay hàng nội địa lại chiếm một phần không nhỏ bởi xu thế quay về đồ chơi truyền thống an toàn với sức khỏe.
Đó là nội dung phản ánh của khán giả Lê Minh Ngọc từ số điện thoại 0984 3 số cuối 450. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dù có rất nhiều khuyến cáo trong nước cho rằng đồ chơi Trung Quốc nhiễm độc, chứa chất gây ung thư, không an toàn, nhưng với hình thức bắt mắt, giá thành rẻ, các sản phẩm đồ chơi xuất xứ từ Trung Quốc vẫn tràn ngập thị trường. Nhưng khác những năm trước, năm nay đồ chơi truyền thống không còn nằm lẻ loi trong những góc khuất mà được bày bán ngay phía ngoài. Qua tìm hiểu, khán giả Minh Ngọc được biết, lượng khách mua đầu sư tử, đèn ông sao, đèn kéo quân tăng đột biến. Thậm chí còn có những ngày cháy hàng vì lượng khách buôn ồ ạt. Năm nay, thị trường đèn lồng Việt Nam có thêm những sản phẩm mới như lồng đèn giấy xếp in hình họa tiết nổi bật và hình vẽ các con vật, nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh được nhiều người yêu thích. Ngoài ra, các sản phẩm đèn chạy bằng pin cầm tay có phát nhạc, đèn con thú phát nhạc, đèn kéo quân dưới bóng kính cũng khá bắt mắt. Giá cả các mặt hàng được cho là khá hợp lý, lồng đèn tròn xếp giấy có in hình các con vật, nhân vật hoạt hình có giá từ 45.000 đồng đến 60.000 đồng. Lồng đèn làm bằng giấy bóng kính từ 25.000 đồng đến 60.000 đồng một chiếc. Lồng đèn chạy bằng pin 34.000 đồng đến 70.000 đồng một chiếc. Một số loại đồ chơi truyền thống có giá đắt hơn như đầu lân từ 55.000 đồng đến 200.000 đồng một chiếc, đèn ông sao 45.000 đồng đến 110.000 đồng một chiếc, chống bỏi 50.000 đồng đến 120.000 đồng một chiếc. Thưa quý vị, theo phản ánh của khán giả Lê Minh Ngọc, thì vài năm gần đây, thông tin về đồ chơi Trung Quốc chứa nhiều chất độc hại khiến nhiều phụ huynh e dè hơn khi mua đồ chơi cho con. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho đồ chơi truyền thống được người tiêu dùng lựa chọn. Được biết, ngay từ sau rằm tháng 7 âm lịch, thị trường đồ chơi dành cho trẻ em dịp Tết Trung Thu đã bắt đầu trở nên sôi động. Các mặt hàng chủ yếu vẫn giống như là mọi năm, giá cả không chênh lệch quá nhiều. Tuy nhiên thì năm nay phụ huynh đưa con em đến mua hàng thường hỏi rất kỹ về xuất xứ và xem kỹ thành phần của sản phẩm. Đồ chơi truyền thống của Việt Nam như là đèn ông sao năm cánh, đèn lồng xếp giấy, chống bòi được nhiều người lựa chọn. Còn những mặt hàng Trung Quốc như bờm, mũ, kính, mặt nạ thì chỉ có giới trẻ mua để chụp ảnh. Theo ý kiến chủ quan của chị Ngọc, để giữ gìn được những món đồ chơi truyền thống cho thế hệ sau này và lưu giữ một nét đẹp cho nền văn hóa dân tộc Việt, trước hết cần sự chung tay của người tiêu dùng, sự tin tưởng và chất lượng của những mặt hàng truyền thống. Bên cạnh đó, những làng nghề cần liên tục đổi mới mẫu mã, bám sát thị hiếu của người dân để tạo ra những sản phẩm không chỉ mang vẻ đẹp truyền thống vốn có mà còn theo kịp xu hướng phát triển chung. Thưa quý vị và các bạn, nếu như nhắc đến phố đồ chơi ở Hà Nội, người ta sẽ nhớ ngay đến con phố Hàng Mã hay là phố Lương Văn Can. Thì ở thành phố Hồ Chí Minh, người dân lại tìm đến con phố nhỏ Lương Nhữ Học để ngắm đèn lồng. Khán giả Lê Văn Phong từ số điện thoại 0169, 3 số cuối 204 trong một dịp ghé thăm con phố này đã ghi lại không khí chuẩn bị cho lễ Trung Thu rất náo nhiệt. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là những hình ảnh được ghi lại trên phố Lương Nhữ Học, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Từng dòng người chen nhau giữa hai bên rực sáng ánh đèn lồng. Đèn lồng được bày bán ở đây với nhiều hình thức và kích cỡ khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn là những chiếc đèn lồng truyền thống, khó tìm mua được ở những nơi khác. Tại vài sạp hàng cũng xuất hiện những chiếc đèn lồng nhập khẩu từ Trung Quốc, giúp khách hàng có được sự lựa chọn phong phú hơn. Càng gần đến Trung Thu, con phố nhỏ này càng trở nên nhộn nhịp. Nhiều em nhỏ được cha mẹ dẫn đến đây tham quan và tìm mua đồ chơi. Cũng không ít các bạn trẻ tìm tới đây để lưu giữ cho mình những khoảnh khắc đẹp. Tuy nhiên, do lượng người đổ về đây quá đông khiến tình trạng lộn xộn, ùn tắc giao thông thường xuyên diễn ra.
Ngoài ra hiện tượng móc túi, cướp giật cũng xảy ra liên tiếp. Mỗi đêm lực lượng công an đều ghi nhận hơn chục vụ móc túi. Việc này khiến nhiều người dân khi đến đây vui chơi cảm thấy rất bất an. Chia sẻ cùng chương trình, khán giả Lê Văn Phong cho biết, nằm ở trung tâm quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, con phố nhỏ Lương Nhữ Học những ngày này trở nên nhộn nhịp với những dãy đèn lồng trung thu rực rỡ màu sắc. Con phố nhỏ dài chưa đầy 300m nhưng san sát những sạp hàng bán đèn lồng và những sản phẩm thủ công truyền thống. Những chiếc đèn được cắt dán cẩn thận từ khung tre, giấy bóng kính đủ màu được bán với giá dao động từ 10.000 đồng cho đến 600.000 đồng một chiếc, tùy theo chủng loại và kích cỡ. Được biết, đa phần các sản phẩm bày bán đều do các chủ hộ kinh doanh trong khu phố tự làm thủ công, nhưng để phục vụ tối đa nhu cầu của trẻ em. Nhiều chiếc đèn lồng nhập từ Trung Quốc cũng được trưng bày bên cạnh. Khán giả Lê Văn Phong cũng cho biết thêm, do lượng người đến chơi và mua đèn lồng, đồ chơi trên phố Lương Nghĩa Học quá đông, nên suốt 2 tuần qua, giao thông tại đây luôn trong tình trạng ùn tắc lộn xộn. Nhiều người dân sống quận 8 muốn vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh phải đi qua cầu Trà Và và lưu thông xe máy qua đoạn đường Lương Nghĩa Học. Tuy nhiên, vào buổi tối, việc lưu thông trở nên khó khăn hơn nhiều khi rất nhiều người tham quan phố lồng đèn ra vào tấp nập. Riêng giao lộ giữa đường Lương Nghĩa Học với Nguyễn Trãi, mặc dù tại đây có tín hiệu đèn giao thông và vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, nhưng nhiều người vẫn cố tình phớt lờ tín hiệu đèn. Bên cạnh đó, dịch vụ gửi xe tự phát cũng mọc lên như nấm. Nhiều nhà xe tha hồ chặt chém với giá từ 20.000 cho đến 30.000 đồng trên một chiếc xe máy. Bên cạnh đó, tình trạng móc túi cướp giật cũng xảy ra liên tiếp. Mỗi đêm, lực lượng công an đều ghi nhận hơn chục vụ móc túi. Những hiện tượng tiêu cực phát sinh trong dịp Tết Trung Thu này khiến cho nhiều người dân cùng các hộ kinh doanh rất bất an và bức xúc. Gửi clip đến chương trình, khán giả Lê Văn Phong kiến nghị chính quyền địa phương cần sớm có biện pháp chấn chỉnh tình trạng trên để an ninh trật tự và giao thông qua lại đây được đảm bảo. Thưa quý vị, nhiều năm nay, hàng chục hộ dân tại ấp An Hòa, xã An Sơn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương luôn phải sống trong tình trạng phập phồng lo âu do hệ thống đường dây điện phục vụ khu dân cư rất tạm bợ và nguy hiểm. Không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh, tại nhiều nơi, đường dây điện còn thòng xuống sát mặt kênh, gây cản trở nhiều cho nhiều phương tiện đường thủy. Đó là nội dung phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Toàn từ số điện thoại 0188 3 số cuối 310. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhìn những hình ảnh như thế này, không ít người cảm thấy rùng mình. Suốt nhiều năm qua, người dân xã An Sơn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương luôn phải sống chung với sự thấp thỏm lo âu vì hệ thống lưới điện chằng chịt như mạng nhện treo trên đầu. Có những đoạn dây điện thòng thấp gần như sát mặt kênh nước gây cản trở cho nhiều phương tiện đường thủy lưu thông. Tại nhiều nơi, dây điện được quấn thành một bó, dễ gây chập điện và cháy nổ. Hệ thống trụ điện làm bằng tre, gỗ ngả nghiêng tạm bợ. Hệ thống dây điện chằng chịt được mắc lên bất kỳ cây xanh nào có thể và mắc được. Tình trạng này đã tồn tại nhiều năm nay nhưng điện lực địa phương vẫn chưa có biện pháp nâng cấp sửa chữa.
Theo phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Toàn thì hiện nay, hệ thống lưới điện tại ấp An Hòa, xã An Sơn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đang chịu sự quá tải trầm trọng khi hàng chục công tơ điện đang phải chen lấn nhau trên một cột, làm không ít người hoang mang. Tại nhiều nơi chỉ một trụ điện nhưng có hàng chục công tơ điện bắt vào từ thân trụ xuống gần chạm đất. Chính vì vậy nên mạng lưới dây điện từ đó đi ra cứ đan xen nhau chằng chịt. Đáng ngại hơn khi trụ điện nhiều công tơ này lại nằm ngay trước mặt nhà dân, sự cố chập điện, cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Một số công tơ nằm cách mặt đất chưa đầy nửa mét nên khá nguy hiểm đối với trẻ em và người đi đường. Khán giả Nguyễn Văn Toàn cũng cho biết thêm, đã nhiều lần người dân tại thôn ấp An Hòa, xã An Sơn đã gửi đơn thư phản ánh lên chính quyền địa phương và điện lực thị xã Thuận An, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Gửi clip đến chương trình, anh Toàn và những người dân nơi đây kiến nghị các ban ngành liên quan cần có biện pháp khắc phục tình trạng trên để đảm bảo an toàn cho người dân nơi đây. Thưa quý vị và các bạn, về vấn đề này, chương trình Góc nhìn khán giả sẽ có công văn gửi tới Điện lực thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương yêu cầu xác minh và làm rõ vấn đề trên. Thông tin chi tiết mời quý vị và các bạn theo dõi trong các bản tin tiếp theo. Thưa quý vị, nhiều tháng nay tại các dòng sông thuộc huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế tràn ngập lục bình. So với mọi năm, năm nay lục bình về sớm hơn và mật độ cũng lớn hơn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động đường sông và đời sống người dân ven sông. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với một số hình ảnh mà khán giả Lê Công Cường từ số điện thoại 0123 3 số cuối 784 đã ghi lại về thực trạng này. Theo thống kê trên địa bàn 4 xã Quảng Thái, Quảng Thành, Quảng Phú và Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, có trên 955 tấn bèo lục bình sinh sôi phát triển trên các dòng sông. Đặc biệt là tại xã Quảng Thành, với số lượng 460 tấn phát triển dày đặc trên dòng sông, từ thôn Thành Trung đến cầu Kim Đôi, có diện tích hàng chục hectare. Còn ở xã Quảng Thái, trên dòng sông Nịu, bèo lục bình phát triển rất mạnh từ thôn Trầm Ngang đến trạm Thủy Nông, cửa sông Ô Lâu với số lượng 380 tấn. Những tảng bèo lục bình lững lờ trôi trên sông, dày đặc chật kín cả chân cầu khiến nhiều thuyền ghe qua đây gặp khó khăn. Số lượng bèo quá lớn làm chật kín cả dòng sông, gây mùi hôi thối. Để bảo vệ môi trường nước ở các dòng sông, các ban ngành liên quan tại huyện Quảng Điền đã huy động lực lượng lao động cùng người dân tiến hành xử lý bèo lục bình. Tuy nhiên do biện pháp và dụng cụ xử lý còn thô sơ nên bèo lục bình vẫn phát triển mạnh trở lại. Mặt khác, số bèo lục bình sau khi xử lý cũng không được tận dụng mà vứt bừa bãi trên các bờ sông còn gây ô nhiễm môi trường. Theo phản ánh của khán giả Lê Công Cường, bèo lục bình là một loài thực vật thủy sinh xâm lấn làm hại hệ sinh thái thủy vực, gây tắc nghẽn dòng chảy. Với khả năng sinh sản nhanh, bèo lục bình làm cản trở giao thông đường thủy, làm nghẽn chỗ lấy nước tưới tiêu, làm giảm đa dạng sinh học, là nơi chứa đủ loại mầm bệnh. Tình trạng bèo lục bình phát triển mạnh trên các dòng sông. Tình trạng bèo lục bình phát triển nhanh, phủ kín các con sông tại các xã như Quảng Thái, Quảng Thành, Quảng Phú và Quảng Thọ của huyện Quảng Đường, Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống cũng như sinh hoạt của người dân tại địa phương. Khán giả Lê Công Cường cũng cho biết thêm, để xử lý bèo lục bình cũng như tránh mùi hôi thối do bèo gây ra, các hộ dân sống ven sông mạnh ai nấy xử lý chứ chưa có biện pháp thu gom triệt để. Điều đáng nói, nhiều hộ dân sau khi dọn dẹp bèo đã vứt bừa bãi trên các bờ sông gây nên ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, nếu như bèo lục bình tận dụng đúng sẽ mang lại nhiều lợi ích như ép lấy nước ủ để sản xuất ga đun nấu, sắc lá và thân ủ chua dùng thức ăn cho gia súc, dễ dùng làm nấm. Anh Cường cũng cho biết, một lợi thế của lục bình đối với vùng sản xuất nông nghiệp như huyện Quảng Điền là dùng thân cây lục bình vớt lên từ các dòng sông. Nếu có hầm chứa hay bãi chứa ủ đống cho men, bio-VAC ủ trong thời gian từ 30 đến 45 ngày sẽ cho ra hàng tấn phân hữu cơ vi sinh. Loại phân bón này không những tốt cho cây trồng, dễ làm mà còn giúp cho bà con giảm lượng phân hóa học, tiết kiệm chi phí sản xuất.
trước thực trạng lục bình ngày càng quá tải trên sông tại huyện Quảng Điền, ảnh hưởng đến giao thông đường thủy và sinh hoạt của người dân. Khán giả Lê Công Cường kiến nghị chính quyền địa phương cần có những biện pháp hỗ trợ người dân xử lý triệt để tình trạng này. Theo ý kiến chủ quan của anh Cường, thì các cơ quan chức năng có thể giao khoán cho doanh nghiệp nghiên cứu các phương án trục vớt lục bình và đảm bảo yếu tố môi trường sau khi trục vớt. Trong đó sẽ ưu tiên doanh nghiệp đầu tạo đầu ra sản phẩm từ lục bình. Thưa quý vị, còn bây giờ như thường lệ phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip tiêu biểu đã được phát trong chương trình ngày hôm nay. Từ cách đây 2 tháng, trên các tuyến phố lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, lấn lướt tất cả là sắc đỏ và sắc vàng của các cửa hàng kinh doanh bán lẻ bánh trung thu. Hiện đang trong đợt cao điểm, nhưng trên thực tế sức tiêu thụ khá chậm, số lượng người đến xem hỏi giá nhiều hơn người mua. Nhiều người chọn mua lẻ từng bánh thay vì mua cả hộp. Nhiều cửa hàng khuyến mãi rất đậm như mua 1 tặng 1, thậm chí mua 1 tặng 3, mua bánh tặng đèn lồng, bánh pía để mong bán hết bánh, thu hồi vốn. Nhưng xem ra, các chiêu khuyến mãi này vẫn không mấy thu hút người tiêu dùng. Phản ánh của khán giả Lê Kế Vương từ số điện thoại 0979, 3 số cuối là 907. Vài năm gần đây, thông tin về đồ chơi Trung Quốc chứa nhiều chất độc hại khiến phụ huynh e rẻ hơn khi mua đồ chơi cho con. Đây cũng là nguyên nhân khiến đồ chơi truyền thống được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Năm nay, thị trường đèn lồng Việt Nam có thêm nhiều sản phẩm mới như lồng đèn xếp giấy in hình họa tiết nổi bật và hình vẽ các con vật. Nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh được nhiều người yêu thích. Ngoài ra, các sản phẩm đèn chạy bằng pin, cầm tay, có phát nhạc, đèn con thú phát nhạc, đèn kéo quân giấy bóng kính cũng khá bắt mắt. Phản ánh của khán giả Lê Minh Ngọc từ số điện thoại 0984, 3 số cuối là 450. Những ngày này trên phố Lương Nhữ Học, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, nơi chuyên bán đèn lồng đã trở nên rất nhộn nhịp. Không chỉ trẻ em mà nhiều bạn trẻ cũng đặc biệt thích thú khi đến đây ngắm đèn vào buổi tối và chụp ảnh lưu niệm. Tuy nhiên, do số lượng người đổ về đây quá đông khiến tình trạng lộn xộn ùn tắc giao thông vẫn thường xuyên diễn ra. Ngoài ra, hiện tượng móc túi cướp giật cũng xảy ra liên tiếp khiến người dân và các hộ kinh doanh tại đây rất bất an. Phản ánh của khán giả Lê Văn Phong từ số điện thoại 0169, 3 số cuối là 204. Nhiều năm nay, hàng chục hộ dân tại ấp An Hòa, xã An Sơn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương luôn phải sống trong tình trạng phớp phỏng lo âu do hệ thống đường dây điện phục vụ khu dân cư ở tại đây rất tạm bợ và nguy hiểm. Không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh, mà tại nhiều nơi, đường dây điện còn hòng xuống sát ngay mặt kênh gây cản trở cho nhiều phương tiện đường thủy. Phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Toàn từ số điện thoại 0188, 3 số cuối là 310. Nhiều tháng nay, tại các dòng sông thuộc huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, tràn ngập lục bình. So với mọi năm, lục bình về sớm hơn và mật độ thì cũng lớn hơn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động đường sông và đời sống của người dân ven sông. Để xử lý bèo lục bình cũng như tránh mùi hôi thối do bèo gây ra, các hộ dân sống ven sông mạnh ai nấy xử lý, chứ chưa có biện pháp thu gom triệt để. Điều đáng nói, nhiều hộ dân sau khi dọn dẹp bèo đã không tận dụng mà vứt bừa bãi trên bờ sông gây ô nhiễm. Phản ánh của khán giả Lê Công Cường từ số điện thoại 0123, 3 số cuối là 784. Thưa quý vị, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin khép lại tại đây. Nếu có thông tin hình ảnh clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Góc nhìn khán giả, kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC tại địa chỉ số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hay email đến địa chỉ góc nhìn khán giả a@vtc.vn, hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng 0904881414. Khi gửi hình ảnh clip chia sẻ về cho chương trình, quý vị khán giả hãy ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ, số điện thoại để ban biên tập tiện liên lạc sau khi phát sóng clip trong chương trình. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.